Thưa quý vị, tính từ 17 giờ ngày hôm qua đến 17 giờ ngày hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 15.883 ca ghi nhận trong nước, đã tăng 668 ca so với ngày hôm qua tại 60 tỉnh thành phố, trong đó có 10.493 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cà Mau dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 1.341 ca. Tiếp theo đó là Hà Nội 1.244 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1.019 ca, Tây Ninh 941 ca, Bến Tre 826 ca, Đồng Tháp 785 ca, Cần Thơ 749 ca, Bình Phước 715 ca, Khánh Hòa 601 ca. Từ 17:30 ngày hôm qua cho đến 17:30 ngày hôm nay, cả nước cũng ghi nhận 248 ca tử vong do COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là 65 ca. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 để giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Trong khi đó, với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày qua, thành phố Hà Nội cũng đã nâng cấp độ dịch tại 5 quận huyện. Theo đó, quận Hai Bà Trưng chuyển từ vàng sang cam, quận Long Biên, huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây chuyển từ xanh sang vàng. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch bảo vệ chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền với mục tiêu nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19. Theo đó, hoạt động tiêm vét vaccine phòng COVID-19 cũng đang được thành phố tích cực đẩy nhanh tiến độ, triển khai tiếp cận tới những người chưa tiêm đủ liều. Tại trạm y tế phường 11, quận Bình Thạnh, một trong những điểm nóng về COVID-19 trên địa bàn thành phố. Những ngày này, nhân viên y tế của trạm đang dốc toàn lực để thực hiện hai chiến dịch, đó là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao và hoạt động tiêm bổ sung, tiêm vét vaccine phòng COVID-19. Ghi nhận bước đầu, các hoạt động đều được diễn ra một cách suôn sẻ và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ lớn từ phía người dân. Nói chung mình bệnh là mình phải đi chích, chứ đừng có bàng quan nghe người này nghe người kia là không có tốt. Bản thân mình nó ý thức được là không có sợ gì cả, thành ra đi tiêm liền, nghe tiêm là tiêm liền. Đúng lúc mà bị F0 thì cũng lo, cũng sợ, tại mình có cái bệnh, mình lớn tuổi, mình cũng sợ nhiều lắm á. Nhưng mà khi đấy rồi, với là mình tiêm rồi, mình thấy nó an tâm. Rất là tốt, tại vì những cái đối tượng mà bệnh nền, những người mà trên 65 tuổi á, họ cần phải ưu tiên chích cho họ trước. Trước đó, việc yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, xem ai còn chưa tiêm vaccine cũng đã được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền. Với nhóm nguy cơ cao, thành phố cho biết đã cho lập danh sách người trên 65 tuổi có bệnh nền lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trường hợp dương tính sẽ được cấp phát các túi thuốc ABC và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành cũng như các trạm y tế lưu động. Người thuộc nhóm nguy cơ nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm vét hoặc sẽ được đội lưu động đến tận nhà tiêm cho người không thể đi lại. Tiêm vét như thế này thì đảm bảo thứ nhất là người dân đang theo chỉ đạo của Bộ Y tế là ít nhất là phải tiêm mũi 1 và thứ hai là phải hoàn thành mũi 2 cho những người đã tới kỳ hạn tiêm. Và bây giờ thì người dân được phổ biến về cái lịch tiêm cũng rộng rãi và cũng không có khó khăn nữa, cho nên là họ cũng tranh thủ cái thời gian để họ đến họ tiêm. Số người chưa được tiêm trong nhóm nguy cơ là khoảng 120 người, trong đó bao gồm cả những người F0, còn số đã tiêm mũi 1 thì khoảng 170 người. Thì trạm y tế đã lập danh sách và mời tất cả những đối tượng thuộc nhóm này để tập trung ưu tiên tiêm trong tuần này để kết thúc tiêm. Được tiêm vét trước ngày 20 tháng 12. Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ được Bộ Y tế cũng như Chính phủ đánh giá rất cao và các quận huyện cũng đang làm rất là tích cực. Đây là một cái chiến lược mà phải nói là chúng ta đã tìm được cái đối tượng nguy cơ, những cái đối tượng yếu thế và gần như là tìm ra được cái nguyên nhân tử vong mà chúng ta đã bao nhiêu tháng qua chúng ta thấy là cứ gia giảm như thế, chúng ta tác động và can thiệp đúng lên cái đối tượng nguy cơ này. Theo đó, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cũng vừa được Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.
Cụ thể phải đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời hạn. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine COVID-19 cao, cần ra soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng, được tiêm đủ liều vaccine. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế, chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016-2021 với 4 cơ quan báo chí, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Trong 5 năm qua, 4 cơ quan báo chí đã sản xuất nhiều chương trình, phóng sự, dành nhiều thời lượng phản ánh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, nhất là luật phòng chống tham nhũng, bộ luật tố tụng hình sự, đồng thời thông tin kịp thời về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhất là thông tin về giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10, kết luận số 21, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, kết luận số 10 của Đảng luôn khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân và phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong 5 năm qua, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa 5 cơ quan cơ bản đã hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 5 năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện gần 2.000 chương trình chuyên đề, gần 3.000 bài viết bình luận, phóng sự điều tra và hơn 5.000 tin bài về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, phát sóng trên những khung giờ vàng trên các nền tảng báo chí của Đài. Với hình thức tuyên truyền có nhiều cải tiến, tăng tính hấp dẫn, công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền với công tác phòng chống tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhiều chương trình chuyên đề phóng sự, phân tích, đánh giá sâu sắc, thuyết phục cả về lý luận, thực tiễn, tạo được niềm tin, để lại dấu ấn sâu sắc đối với người đọc, người xem, người nghe. Qua thông tin báo chí, người dân ngày càng tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nói đi đôi với làm, đã nói là làm quyết liệt, không ngừng, không nghỉ. Ai dám, ai không dám chống tham nhũng thì đứng sang một bên cho người khác làm. Cũng nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính đảng và bằng khen của trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đại diện các cơ quan báo chí. Đồng thời, 4 cơ quan báo chí cũng trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương. Make in Việt Nam, tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo là chủ đề diễn đàn trao đổi tại Hội nghị quốc gia lần thứ 24 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin REPEXIT 2021 do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đây là sự kiện khoa học thường niên lớn nhất trong lĩnh vực điện tử, truyền thông có bề dày trên 30 năm. Năm nay, REPEXIT đã nhận được 102 công trình khoa học đến từ 25 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Sau khi phản biện khoa học, ban tổ chức hội nghị đã chấp nhận 79 công trình tiêu biểu. REPEXIT 2021 nhằm tập hợp các nhà khoa học, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đi sâu vào nghiên cứu sản phẩm điện tử, viễn thông, cống hiến cho sự phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam. Năm nay cái mới đó là chủ đề của hội nghị, chúng tôi bám sát Make in Việt Nam, tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo. Cũng tại hội nghị này, lần đầu tiên Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam tổ chức trao giải thưởng về sản phẩm khoa học công nghệ điện tử viễn thông. Make in Việt Nam phát triển công nghiệp số, chuyển đổi số Việt Nam chủ yếu dựa trên 3 trụ cột: công nghệ, con người và thể chế. Tại sự kiện, các diễn giả cho rằng với tinh thần Make in Việt Nam, các doanh nghiệp cần chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế, chủ động sản xuất tại Việt Nam. Đây là một chiến lược truyền tải sự chuyển dịch về hướng phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.
Khi thực thi chiến lược này, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế sẽ phải sáng tạo nhiều hơn, thiết kế nhiều hơn. Với cái Make in Việt Nam thì chúng ta đã có những cái chủ trương, những chính sách rất là cụ thể để thúc đẩy các giải thưởng, cũng là những thúc đẩy những cái chính sách của nhà nước về thuế, về những cái khu tập công nghệ thông tập trung, và cũng như là những cái khuyến khích về những cái quỹ khoa học công nghệ, quỹ đổi mới sáng tạo. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để mà các startup cũng như các doanh nghiệp công nghệ, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể là tận dụng để mà phát triển. Năm nay, lần đầu tiên Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam tổ chức giải thưởng sản phẩm khoa học công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam. Tính sáng tạo, tính thực tiễn và khả năng thương mại hóa là ba tiêu chí chính để đánh giá về sản phẩm số xuất sắc.